Rồi, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục bài học về Understanding IELTS. Understanding IELTS. Rồi mình tiếp tục nè. Go to course là tới cái khóa học. Thì vẫn là cái bài học hôm trước ở trên trang web futurelearn.com. Trang web này là trang web học trực tuyến miễn phí nha mấy bạn. Nó có rất là nhiều khóa học luôn. Rồi, hôm qua mình tới đây, welcome rồi nè, mình continue. Continue có nghĩa là mình tiếp tục. Hôm qua mình đặt cái này rồi. Group Facebook, à, nhắc tới group Facebook mới nhớ là người ta đã chấp nhận rồi mấy bạn, chấp nhận cái yêu cầu của mình rồi. Để mình mở lên cho mấy bạn xem. Your request to join English Mock Study Group has been approved. Cái yêu cầu để tham gia cái nhóm học tập English IELTS Mock has been approved là đã được chấp nhận rồi. Now you can post and comment in chấm chấm chấm. Bây giờ bạn có thể đăng bài hoặc là bình luận rồi đó. Bây giờ vô đây. Các bạn thấy không? Group bạn Learn English British Council, nên là trang chủ nè. Cái fanpage của Learn English British Council nó lập ra. Rồi này, IELTS Mock Study Invite là mời. Rồi một discussion. Discussion thì ở trên đây mọi người đăng những cái bài làm của mình nè. Mấy bạn thấy không? Đăng những cái đề, những cái bài làm. Rồi hỏi lẫn nhau. Rồi bạn này thì xin chào mọi người, thành viên cũ với thành viên mới, dành ra ít phút để giới thiệu về bản thân mình đó. Vì vậy thì mấy cái group học tập thì nó sẽ mọi người sẽ tương tác với nhau. Rồi thôi mình quay lại cái bài này đi. Này đọc rồi, đây cũng xem rồi. Rồi. Right, here we go. Need some help. If you need help with anything, nếu mà bạn cần giúp đỡ bất cứ điều gì, ở đây dùng help with nha mấy bạn. Help with anything. Try posting your question in a comment. Hãy thử để lại những, hãy thử đăng những câu hỏi ở trong một bình luận, or click the feedback button on the left of the page, hoặc là ấn vào cái nút phản hồi ở trên ở phía bên tay trái của cái trang, phía bên tay trái của cái trang có nút phản hồi. Mình đâu thấy đâu, mình đâu thấy cái nút bên tay trái nào đâu. Thôi tiếp tục đi. Mark as complete là đánh dấu đã hoàn thành. Well done. Tốt lắm, giỏi lắm. You've reached the end of this step là bạn đã đến được cái phần cuối của cái bước này rồi. Đến cuối bước này rồi. Hopefully là hy vọng rằng, hopefully là một cách đầy hy vọng rằng. You understood everything and are ready for the next step of the course. Bạn đã hiểu mọi thứ và đã sẵn sàng cho cái bước tiếp theo của khóa học. Now, click on the pink mark as complete button below. Bây giờ, hãy click chuột vào cái nút đánh dấu hoàn thành. Là cái nút này nè mấy bạn. Đánh dấu hoàn thành màu hồng. Ở phía dưới, then click either the forward or backward arrow to move forward. Và sau đó nhấn vào cái mũi tên forward là tiến tới, or back là lùi để mà tiếp tục. Note any external
external links. In this course, we'll take you to third-party websites. Là chú ý rằng bất kỳ cái link ngoài nào trong cái khóa học này sẽ dẫn bạn đến một cái trang web của cái bên thứ ba, which may ask for your personal details. Và cái điều này, which mà có dấu phẩy là nó sẽ dịch là điều này nha mấy bạn, là nguyên cái phần ở phía trên này luôn nè, là điều này đó. Điều này có lẽ có thể sẽ hỏi bạn những cái thông tin cá nhân. Please read our privacy policy for more information. Là làm ơn hãy mà đọc những cái chính sách riêng tư để biết nhiều thông tin hơn, cho nhiều thông tin hơn. Rồi ở đây là comment. Mấy bạn muốn đọc comment một chút không? Đọc thử comment ha. Này. Comment. Đây, comment đây. Đây, comment. Phần comment thì it is no longer possible to add comments to this course. Là cái này nó không, mình không thể nào mà thêm cái bình luận vào trong khóa học này nữa. Tại vì hồi đầu người ta đã nói là cái khóa học này nó ngừng hoạt động rồi, nó retired rồi. Thì bây giờ mình xem có cái comment nào đặc biệt không ha. Cái comment nào mà dài dài thành cái này của bạn Joy Chonila She Touch. Right. Hi everyone. Chào mọi người. My name is Chonila and I'm from Albania. Là mình tên là Chonila và mình tới từ Albania. Albania này mấy bạn có biết cái nước này không? Mình thì nghe tên này cũng nhiều rồi. Mình thích xem Hoa hậu Hoàng Vũ. Và cái năm Hoa hậu Hoàng Vũ thì có cái nước này cũng rất là nổi bật. I would like to be part of this course to learn more about how, chữ này chữ how mấy bạn mà đã viết nhầm á. How to take the exam of IELTS and the goal is to take a high score. Tôi mong muốn là sẽ là một phần của khóa học này để mà học nhiều hơn về cách thi IELTS và mục tiêu là để đạt được điểm cao. Mình thấy nè, cái câu này của bạn này có tới hai cái mệnh đề. Và hai cái mệnh đề được nói với nhau bằng chữ and. Đó. Mệnh đề là sao? Là chủ ngữ, động từ, rồi tân ngữ. Này là chủ ngữ nè, động từ nè, rồi tân ngữ nè, part of the course nè. Đó. Nè, to gì đó là cái mục đích của bạn này thôi. Này là mục đích. Còn bây giờ là một chữ and nữa, rồi thêm một mệnh đề nữa. Mệnh đề phía sau chủ ngữ là the goal nè. Đó. Động từ là is to take. Đó. Rồi tân ngữ là a high score. Bạn này có hai mệnh đề và bạn này nói với nhau một chữ and. Ở đây mấy bạn thấy bạn này thiếu gì không? Ở đây thiếu một cái dấu phẩy ở đây để ngăn cách giữa hai cái mệnh đề cho nó rõ ràng hơn. Rồi, mình đọc comment rồi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục mark a complete nè, là đánh dấu là hoàn thành. Và cái này là mũi tên đi xuống là back to week 1 to do list, là trở về cái tuần 1, là cái danh sách những việc cần làm. Life events article là cái bài tiếp theo của mình sẽ có tên là những sự kiện trong cuộc sống. Cái này là một cái bài viết cũng giống như vậy, nãy giờ mình xem là một cái bài viết. Rồi tiếp tục. See also code of conduct là quy tắc ứng xử. Rồi có một cái nữa là six tips for social learning, là 6 cái mẹo cho việc học tập cộng đồng. Social ở đây là kiểu như trao đổi lẫn nhau, trao đổi cộng đồng. Nhờ mình tra cái có cái nghĩa này nó xác đáng hơn không ạ?
Xuất Việc tra từ điển không bao giờ là thiếu quý vị, không bao giờ là không cần thiết hết trơn á. Tại vì mình tra thì mình nhớ từ hơn, rồi mình đọc thêm ví dụ để mình quen với cái từ đó hơn. Social. Social là activity with other, là mang tính cộng đồng, mang tính xã hội. Connected with society, kết nối với xã hội. Friendly là thân thiện. Mấy bạn cũng có thể dùng nghĩa social này cho cái ý nghĩa friendly, là enjoying spending time with other people. Rồi bây giờ mình tra từ điển tiếng Việt nữa. Để coi coi tra từ COVID. Social. Social mang tính chất xã hội. Mạng xã hội giống như social network là mạng xã hội, chỉ này là việc học tập mang tính xã hội, mang tính cộng đồng, mang tính chung của nhau. Rồi mình nhắm vô mấy cái link này thử coi nó có cái gì không. Code of conduct. Code of conduct. Ở đây nó sẽ viết ra rất là nhiều cái quy tắc ứng xử luôn. Rất là nhiều, rất là nhiều. Nhưng mà mình sẽ tạm thời mình không đọc tới ha. Rồi, cái này là 6 tips for social learning. How to get the most out of this course. Là 6 cái mẹo để mà học tập mang tính học tập xã hội, học tập chung. Giống như mạng xã hội đó, bạn lên trên đó bạn tương tác với nhau, thì ở trên đây bạn cũng tương tác với nhau, nhưng mà không phải là việc trao đổi thông tin, không phải là việc xem những cái điều thú vị diễn ra quanh mình, mà mình lên đây để mình học. Social learning là vậy đó, mang tính chất xã hội. Rồi how to get the most out of this course là cách để mà đạt được nhiều nhất từ cái khóa học này. Vậy là cái trang này coi như là bao nhiêu chữ là mình dịch hết cho mấy bạn luôn rồi đó. Rồi, bây giờ mình cùng qua bên đây coi coi năm cái tips, năm cái mẹo và những cái công cụ cho cái việc học tập xã hội. Rồi, mình bấm một cái link này nó rất là nhiều chữ, nhưng mà mình nghĩ cái này nó bổ ích, nên là mình sẽ tiếp tục với cái này ha. Rồi, mình dịch hết cái trang này rồi. Thì bây giờ mark a complete nè. Mark a complete là mình đánh dấu hoàn thành cái bước đầu tiên này. Rồi, ok, người ta kêu qua cái thứ hai. Qua cái thứ hai, live events. Qua cái thứ hai này thì bây giờ mình tắt cái này đi, tại vì bây giờ mình sẽ qua bên đây, mình dịch cái này cho mấy bạn hiểu. Cái tựa này mình dịch rồi, 5 useful tips and tools for social learning là năm cái mẹo hữu ích và những cái công cụ cho cái việc học tập xã hội. August 12th 2019 by Future Learn là ngày 12 tháng 8 năm 2019, được đăng bởi Future Learn. Cũng mới đây thôi mấy bạn ha, tháng 8, ngày 12 tháng 8 2019. Category là learning, category là một thuộc thể loại là học tập. Rồi, learn how to use the commenting and liking feature on our courses. Tìm hiểu cái cách sử dụng việc bình luận và việc và cái tính năng thích ở trên những khóa học. Share this post là chia sẻ cái bài đăng này. Có rất là nhiều, như là Facebook, Twitter, Reddit hoặc là Skype, Pinterest, đó, nhiều LinkedIn nữa nè, nhiều. Hoặc là này mình phải bạn dùng cái này để bạn copy cái link, nó sẽ hiện ra rất là nhiều cái trang khác, nhiều thiệt đó mấy bạn ha. Những cái mạng xã hội của mình nhiều thiệt luôn á, Tumblr nè, Snapchat nè, Messenger nè, Pinterest nè, Telegram, WeChat, WordPress, Weibo nữa nè, rất là nhiều mạng xã hội luôn. Get Pocket
cái này mình có từng dùng rồi, cái này để mình lưu lại những cái trang web mà mình thích, mình chỉ cần nhấn vô cái này là nó lưu lại cái trang web của mình. Khỏi phần coupling, Evernote, nói chung là những cái này rất là thú vị, các bạn tìm hiểu thử, dùng thử nếu có thời gian, còn nếu không có thì mình đang xài gì mình xài đó thôi. Rồi, tiếp tục. Future Learns Head of Community David Thayer shares his top 5 tips for getting the most out of our social learning features. Là Head of Community là ta, mình tạm dịch là giám đốc cộng đồng đi ha, giám đốc cộng đồng của Future Learn. Ông David Thayer đã chia sẻ 5 cái mẹo hàng đầu của anh ấy cho cái việc để mà nhận được nhiều nhất, the most là nhiều nhất từ cái những cái tính năng học tập xã hội của chúng tôi. Của chúng tôi là của Future Learn, các bạn. Ở đây người ta đang xưng là chúng tôi. At Future Learn, learning through conversation is important to us. Là tại Future Learn, việc học tập thông qua những cái đoạn hội thoại thì quan trọng đối với chúng ta. That's why you can leave comments and have a conversation on almost every step of our courses. Đó là lý do tại sao bạn có thể để lại những cái bình luận và có một cái đoạn hội thoại, một cái conversation, một cái conversation là đúng rồi, một đoạn, một cái cuộc hội thoại tại hầu như là mỗi cái bước của khóa học, những khóa học. Just scroll to the bottom of a step and press the comments link. Là cứ lăn cái chuột tới cái tới cuối của cái bước học và sau đó press là nhấn vào cái link comments, cái link bình luận. If you are new to Future Learn or to social learning, nếu mà bạn còn mới với lại Future Learn hoặc là với việc học tập xã hội, thì make sense of lots of comments may seem like a lot to manage. Thì cái việc mà hiểu thiệt là nhiều những cái bình luận có lẽ là một seem, có lẽ là a lot to manage, là có thể là một cái rất là nhiều để mà mình xoay sở. Nhiều comment quá thì mình rối, đúng không? Nhờ bây giờ là here are a few tips to help you feel at home. Đây là một vài cái mẹo để mà giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn, tự nhiên hơn. Feel at home có nghĩa là sao ta? Cứ tự nhiên, thoải mái đi. Right, complete your Future Learn profile. Example learner. Là bây giờ mình hoàn thành cái profile, là cái hồ sơ lý lịch đó, hồ sơ của Future Learn của mình, của bạn. Example learner là bây giờ người ta lấy ví dụ một người học ha. Rồi, người ta sẽ nói I love literature and I'm hoping to become a published author myself one day. Tôi thích văn chương và tôi mong muốn là trở thành một cái tác giả được xuất bản sách. Một tác giả tự xuất bản sách của mình một ngày nào đó. I'm also interested in learning more about chemistry. Là tôi cũng yêu thích việc học nhiều hơn về môn chemistry, là môn hóa. Which probably explains why I love baking. Dễ thương quá mấy bạn ha, là yêu văn chương mà cũng thích hóa học nữa. Rồi bạn này giải thích về cái việc thích hóa học của mình là mình thích hóa học. Cái điều đó nó giải thích tại sao mà bạn này cũng thích nhúng bánh. Là chắc là bạn này thích pha bột này kia, bỏ cái chất này, bỏ cái chất kia vô, tạo thành cái bánh, nướng lên cái bánh. Thì mình nói bạn nó thích hóa học và thích nướng bánh. Việc thích hóa học giải thích cho việc thích nướng bánh của bạn này.
Location, milestone, key. Key này đọc là key sao ta? Keys, UK. Để mình tra cái này đọc sao. To đây Kings Kings đọc là Kings nha mấy bạn. À, ngày hôm qua mình mới mới trong cái bài tiếng Anh xây dựng đó thì mình có hướng dẫn cách đọc SES luôn. Thì cái này tổng cộng là âm là chữ N và cái trường hợp còn lại nên là SES đọc là Z, đọc là Kings. Các bạn thấy phiên âm không? Kings Kings đó. Mình như là mình biết đọc chữ này luôn. Milestone Kings UK là UK là United Kingdom có nghĩa là nước Anh. Right. Your future learn profile is what other learners can see about you and can see about you when you interact with them on the course. Là cái hồ sơ future learn của bạn là cái điều mà những học viên khác có thể nhìn thấy về bạn khi mà bạn tương tác với họ ở trên khóa học. If you haven't already, là nếu mà bạn chưa có xong việc hoàn thành hồ sơ, you should add some information to your future learn profile. Just like our example learner above. Là bạn nên, nếu mà bạn chưa có làm đó thì bạn nên thêm thông tin vào cái hồ sơ của bạn đi. Giống như là cái ví dụ của cái người học ví dụ của chúng tôi vậy đó. Ở phía trên nè, above là phía trên. Your profile can only be seen by logged in learners. Là cái hồ sơ của bạn chỉ được nhìn thấy bởi những người học mà có đăng nhập rồi thôi. It isn't public and it won't be found by search engines. Nó sẽ không có công khai và nó cũng sẽ không có được tìm thấy bởi công cụ tìm kiếm, các công cụ tìm kiếm unless you untick the box on the edit profile page. Nếu mà cái việc này nó sẽ xảy ra đó, nếu mà bạn không có nếu bạn tick vào unless you untick, bây giờ mình thấy một chữ un nè, hai chữ un nè, unless nếu không, untick là không tích, không có đánh dấu. Bây giờ hai cái không thì thành một cái, không không thì thành có. Nếu bạn đánh vào cái hộp, cái ô ở trong cái trang mà chỉnh sửa cái hồ sơ. You could include the country you live in, your hobbies and interests, and why you are taking course on future learn. Là bạn có thể bao gồm những thông tin như là đất nước bạn sống, sở thích của bạn, hobby là sao ta? Thú vui hả? Hobby là những cái giống như là có người thì thích làm vườn, có người thích sưu tập tem vậy đó. Interest là những cái sở thích nhỏ nhỏ hơn. Or why you are taking courses on future learn, và tại sao bạn lại tham gia những khóa học trên future learn. You should also add a profile pictures. If you don't, a colored logo is created from your initials. Bạn nên cũng nên thêm cái hình đại diện, và nếu mà bạn không làm không có hình đại diện đó thì một cái hình màu được tạo từ cái initials là cái lần đầu mà bạn tham gia đó, để cho cái initials. Mình biết là copy rất là dễ nhưng mà mấy bạn nên tập cái thói quen là mình nhìn từ mình nhớ. Initial. Mình nhìn từ mình nhớ rồi mình bấm vô từ điển, như vậy mình sẽ nhớ từ dễ hơn. À đây, initial mà bên này là now. Mình dùng now nha.
the first letter of a person's first name. What initial is it, Mrs. Owen? It's J, J for Jane. Là initial dịch là cái ký tự đầu tiên của cái tên riêng, tên, cái tên, first name là cái tên, family name là cái họ, last name cũng là cái họ luôn. Đó. Của cái tên riêng. What initial is that? What initial is that? Is it Mrs. Ogden? À, thông thường Mrs. sẽ là đi chung với họ. Các bạn thấy không? Ogden, người ta mới hỏi là cái chữ cái đầu tiên của cái tên là cái gì vậy bà Ogden? Thì bà này mới nói là it's J, J for Jane. Là nó là chữ chữ J, chữ chữ này trong tiếng Việt mình đọc là gì? Chữ, nói chung là chữ J nha mấy bạn, the J for Jane. Rồi, rồi cái logo nó sẽ được một cái logo màu sẽ được tạo từ cái lần đầu tiên mà bạn đăng nhập từ không, from your initials là những chữ cái đầu tiên của tên của bạn. But I'm sure you agree it's a lot more fun to talk to a friendly face. Nhưng mà chúng tôi chắc rằng bạn sẽ cũng đồng tình rằng nó sẽ thú vị hơn, vui hơn khi mà nói chuyện với một cái khuôn mặt thân thiện chứ không phải là mấy con chữ như là cái hình này. Để mình sign in. Đó, mình thấy mấy bạn thấy cái chỗ hình đại diện của mình không? Đó. Nó là một cái, và bây giờ mình vô profile đi ha. Profile. Để mình coi coi mình trên máy mình có sẵn cái hình nào không. Để mình cho nó vô đây luôn. Đây, mình có sẵn cái hình này. Đã không, mình sẽ lấy cái hình này. Rồi, lọc vỏ nè, mình vô cái mục profile trong đây nè mấy bạn. Nhấn vô cái tên của mình, nó sẽ hiện ra. Your learning là cái quá trình học. Wishlist là wishlist là gì ta? Giống như giỏ hàng mà mình mong muốn mua. Hoặc là wishlist là danh sách mà mình mong muốn học. Profile là danh sách. Danh sách, không phải profile là hồ sơ của mình. Setting là cài đặt. Account là tài khoản. Sign out là thoát khỏi cái trang này, thoát đăng nhập đi. Đăng xuất. Rồi bây giờ mình vô một profile rồi. Các bạn thấy không? Đây, futurelearn.com profile. Lập vỏ. Mình thấy mấy hình đại diện không? Edit profile. Đó. Only sign-in learner can see this post. Edit your profile to change this. Là chỉ có những cái thành viên đăng nhập mới có thể thấy được cái trang này thôi. Rồi chỉnh sửa cái hồ sơ của bạn để mà thay đổi điều này đi. À, hồ sơ nó có nhiều lắm nha mấy bạn. Nó sẽ có là đầu tiên là cái thông tin của mình nè. Sau đó là những cái thành tựu mình đạt được nè. Trong lúc mà mình học nè. Achievements. You can display or hide your achievements in your profile. Là bạn có thể cho hiển thị hoặc là ẩn đi những cái thành tựu của bạn ở trong cái hồ sơ này. Adding or removing them individually là thêm hoặc là bớt, gỡ bỏ chúng đi. Individually là từng cái một, in your achievement, trong cái mục thành tựu của bạn. Là cái thành tựu này. Rồi, your learning achievement. Rồi, certificates là giấy chứng nhận. Giấy chứng nhận. Once you earned a certificate of achievement or statement of participation, it will appear here. Một khi mà bạn đã nhận được cái nhận ở đây người ta gọi là earn nha, giống như kiếm tiền vậy đó. Cái này mấy bạn cũng phải vất vả mấy bạn mới có được hoàn thành cái khóa học đúng không? Thì khi mà bạn đã vất vả nhận được cái earn, người ta dùng earn, vất vả nhận được cái giấy chứng nhận, hoặc nhận chứng nhận thành tựu, hoặc là cái statement, cái
cái lời khẳng định cũng như chắc cũng chứng nhận luôn cái sự tham gia thì nó sẽ xuất hiện ở đây. Hiện tại thì mình mới bắt đầu học với mấy bạn thôi, mình chưa có cái nào gọi là achievement, thành tựu hết. Rồi, courses. Courses thì ở đây mình có học những cái khóa này. Đó, courses là những khóa học. Rồi mình đang học với mấy bạn là Understanding IELTS Techniques for English Language Test của British Council. Đó, mấy bạn thấy không? Là thấu hiểu IELTS, những kỹ thuật để mà cho những bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh. Activity là hoạt động. Thì mình có 3 follower nữa, mấy bạn cũng theo dõi 22 người rồi. Mình chưa có comment cái nào hết. You haven't commented yet. Thì theo cái bài đăng hồi nãy thì người ta khuyến khích mình comment. Mình không comment thì cũng không sao, nhưng mà non comment, tại vì cái này người ta gọi là social learning. Mình nói thì hay lắm nhưng mà để coi mình làm được không nha. Mình sẽ cố gắng để mình comment nhiều hơn khi mà mình cùng các bạn ha. Subjects là courses grouped by subject là những cái chủ đề, những khóa học mà được nhóm lại bởi chủ đề. Short courses learn new skill with a flexible online course là học những kỹ năng mới với lại những cái khóa học trực tuyến linh động, linh hoạt. Micro credential and programs earn professional and academic accreditation. Accredit, mình biết là cái chữ accredit school có nghĩa là những cái trường mà danh tiếng, có chứng nhận, người ta công nhận rồi mấy bạn. Tức là sự công nhận học thuật hoặc là nghề nghiệp, sự công nhận về nghề nghiệp. Micro credential, mình tra cái từ này, credential. Micro credential. Mình tra không ra. Micro credential. Mình có từ credential thôi, không có từ micro. Be credential to be provided with credentials. Cái này là động từ mà danh từ phải là danh từ số nhiều mấy bạn. Credentials. Faculty members. Giờ mình tra cái credentials là cái gì ha? Credentials là cái chất lượng hoặc là sự huấn luyện hoặc là những cái kinh nghiệm mà bạn mà khiến cho bạn thích hợp để làm một cái điều gì đó. Credential là giống như là đủ khả năng, đủ tư cách, đủ kinh nghiệm, đủ credentials, đủ phẩm chất, đủ khả năng, đủ thành tích thích hợp cho công việc. Các bạn thấy không? Đó. Quay lại nè. Nói chung là đủ năng lực đi ha. Đủ năng lực, đủ khả năng, đủ kinh nghiệm. She has impeccable credentials as a researcher. Impeccable. Các bạn có biết cái chữ này không? Impeccable có nghĩa là perfect. Là tuyệt hảo luôn. Đó, đây. Synonym perfect. Là hoàn hảo. Không có mắc lỗi nào luôn. Impeccable. Rồi, cái câu của mình là she has impeccable credentials as a researcher. Là cô ấy có đủ cái khả năng hoàn hảo, cô ấy có đủ kinh nghiệm, khả năng, sự
đã được học tập trước đó rồi mấy bạn. Giống như những người người ta chuyên về nghiên cứu, người ta học lên cao thì người ta sẽ đủ cái năng lực, có năng lực hoàn hảo để mà như là một nghiên cứu sinh, researcher, là nhà nghiên cứu như mấy bạn. Rồi, mình quay lại cái bài này. Đây bây giờ credentials là những cái năng lực micro, chắc là nhỏ nhỏ, micro. Giống như micro economies là kinh tế vi mô đó. Cái này micro credentials là những cái chứng nhận đã huấn luyện, những cái khiến cho bạn đủ tư cách nhỏ nhỏ và những cái chương trình đó. Accreditation, mình tra từ này, mình đọc ví dụ luôn đi. Accreditation là official approval given by an organization stating that somebody has achieved a required standard, là một cái sự công nhận được đưa cho một cái tổ chức mà nói rằng ai đó hoặc thứ gì đó đã đạt được một cái tiêu chuẩn yêu cầu. Giống như là những cái trường đại học lớn thì người ta đạt những cái chuẩn yêu cầu rồi thì người ta gọi là accredited university. Nè, mấy bạn thấy có cái tính từ accredited. Còn cái này là accreditation. Accreditation. Đã. Accreditation, a letter of accreditation là một cái thư công nhận, từ công nhận cái đạt chuẩn đó. Accreditation of prior learner scheme allows work experience to be added towards qualifications. Mình coi cái prior learning có nghĩa là gì? Cái này là một cái thuật ngữ này, sự công nhận học tập trước, sự công nhận học tập trước miêu tả cái quá trình được sử dụng, probably những cái đơn vị quản lý, những cái trung tâm học tập, người người lớn học tập, hoặc là những cái nhà thực hành phát triển nghề nghiệp, những cái tổ chức quân sự. Những cái người làm nghề nhân sự, những cái học viện đào tạo, những cái nhà doanh nghiệp, những cái nhà nhà employer, những người làm chủ. Or to develop skill and knowledge acquired outside the classroom. Right. Cái này để làm gì? Chứng nhận học tập trước này để làm gì? Là để đánh giá cái kỹ năng và kiến thức acquire đã tiếp thu được ở bên ngoài lớp học. Vì cái mục đích là nhận diện cái sự cạnh tranh against a given set of standard. Là những cái mình học thêm được ở bên ngoài, khác với lại những cái mà tiêu chuẩn đã được định chung cho tất cả mọi người đó. Competences là sự cạnh tranh. Mình thấy từ này nhiều quá mà mình không biết dịch sao cho nó hay, mình chỉ biết nó nghĩa là cạnh tranh thôi. Competence là năng lực đó mấy bạn, năng lực luôn. To have no competence for a task là không có đủ năng lực để làm việc gì. Đó, thì purpose for example, trading. Nói chung là cái này là để coi coi mình học được gì thêm ngoài những gì mà mình được học trên lớp. Đó, vậy thôi. Prior, mình tra cái chữ prior này đi. Prior. Prior,
prior có nghĩa là diễn ra từ trước rồi. Được diễn ra từ trước. Prior learning. Không có thứ này. Nhưng mà mấy bạn hiểu là prior learning là như vậy đó. Học tập từ trước. Rồi mình quay lại nha. Online degrees. Study flexible. Flexibly. Online as a build. As you build to a degree. Là những cái degree là bằng cấp trực tuyến. Học tập online một cách linh động khi mà bạn xây dựng, khi mà bạn hướng đến việc build là mình từng chút một mình xây nên, dựng, gây dựng nên cái bằng cấp. Yeah, future learning's purpose is to transform access to education. Là cái mục đích của mục tiêu, mục đích, ý nghĩa của Future Learn, là cái trang web này mà bạn Future Learn, là để chuyển hóa cái việc tiếp cận giáo dục, việc tiếp cận giáo dục. Rồi, bây giờ mình vô cái chính là mình Indeed Profile. Indeed Profile này. Mình tên Lập. Đó, mình họ Võ. Đó, or initial là chữ cái đầu. À, chữ cái đầu tiên cũng được. Hoặc là mình có thể là Lập V. Và certificate name là Lập Võ. À, certificate name. This is the name that will appear on your digital or printed certificates. If you leave this blank, will you the name you the name that is shown on your profile. Là cái tên này sẽ hiển thị ở trên những cái giấy chứng nhận được in hoặc giấy chứng nhận điện tử của bạn, giấy chứng nhận kỹ thuật số. Nếu mà bạn để trống thì chúng tôi sẽ sử dụng cái tên mà thể hiện trên cái profile của bạn. Giấy chứng nhận, đúng không? Giấy chứng nhận thì nó sẽ trang trọng, thì mình sẽ lấy họ tên Võ Quang Lộc. Quen là họ tên của mình. Right. Profile image. Đăng lên một cái hình đẹp đẹp liền. Mình có cái hình này. Mình rất là thích. Từ xưa đến giờ là mình xài cái hình này suốt. Đó. Rồi tiếp tục là saying about you. Tên thì mọi người biết rồi. Còn bây giờ mình cho mọi người biết nè. I was born in 1996. Right. Việt Nam. I was born in 1996. In Long An. Province, Việt Nam. However, I currently live in Ho Chi Minh City. I was born in 1996. Mình sinh năm 96, sống ở là sinh ra thì ở Long An, tỉnh Long An của Việt Nam. Tuy nhiên là hiện tại thì mình sống ở Hồ Chí Minh City. Rồi rồi I love learn and
I love learning and teaching English. Mình yêu thích việc học tiếng Anh và việc dạy tiếng Anh. Việc mình dạy cũng là mình học đó mấy bạn. So, you I love learning and teaching English. So, so, if you need an English tutor, just come to me. Để mặt cười. Rồi. Facebook.com của mình là Wordy. Hết chỗ bên bạn. I was born in 1996 in Long An Province. Mình bỏ cái chữ province này đi, nó hơi dài. In Long An, Việt Nam. However, I currently live in Ho Chi Minh City. I love learning and teaching English, so if you need an English teacher, just come to me. We're not far. Inbox. Mình muốn viết thêm chút chút nữa thôi. Hoa in Việt Nam đi. I love learning and teaching English. So, if you need an English tutor, just come to me. Inbox. Chết rồi, chết rồi. Trời ơi, chuyên gia luôn. À, đây rồi, không sao. Inbox me now. Facebook.com worry for. Đang đã lên nó phải hoạt động không như mấy bạn. Lập bỏ quầy. Lập bỏ vỏ quầy mới đúng các bạn ơi. Lập vỏ quầy. Đã. I was born in 1996. I live in Ho Chi Minh City, Việt Nam. Việt Nam. Mình được sinh ra vào năm 1996. Ở chỗ này nên ai ai thì nó không thấy. Nhưng mà hai cái câu này thì khác nhau. Nên là mình xuống dòng đi. I live in Ho Chi Minh City, Việt Nam. I love learning and teaching English. So if you need an English tutor, just come to me. Inbox me now. Đó. Ở đây nó có cái địa điểm luôn. Khách. Ho Chi Minh City, Việt Nam. Vậy mình nói mình đang là sinh viên đi. University.
university student. Nhưng mà thông thường người ta hay dùng college. College mấy bạn thường hiểu là cao đẳng, nhưng thực chất không phải là cao đẳng đâu, nó là đại học á. College, I'm a college student. Ở bên đó người ta ít khi nào dùng nói chuyện với nhau, hay ít khi nào dùng university. University để chỉ những cái trường lớn, thiệt lớn thôi. Nhưng mà thông thường thì mình sẽ học những cái trường nhỏ trong cái trường lớn đó. Mấy cái trường nhỏ, ví dụ như trường kỹ thuật, trường kinh tế, trường y. Ở trong Harvard thì nó có nhiều trường nhỏ nhỏ như vậy, thì gọi là college. I'm a college student. Majoring chuyên ngành bridge and highway construction. Dài quá không được. Bỏ cái chữ college này đi. Majoring bridge and highway construction. Bridge and highway construction. Kỹ thuật công trình giao thông. Cái ngành của mình tên riêng là như vậy. Tiếng Anh là gì? Transport Construction Engineering. Mình nghĩ không phải từ này đâu. Bridge and Highways Construction. Mình tra thử cái này nó có ra không. Bridge and Highway Construction Engineering. Mình tra những trường nào mình dạy. FHWN. Ôi, mình cứ để như vậy đi nha. Right. I was born in 1996. I'm a student major in bridge and highway construction. I love learning and teaching English. So if you need an English tutor, just come to me. Inbox me now. Đã. Thông tin của mình như vậy là sao? Tick this box to start your profile appearing in search result. Là đánh vô cái ô này để mà ngừng cái việc hồ sơ của mình xuất hiện ở trong kết quả tìm kiếm. Mình nghĩ là cái hiện ở trên kết quả tìm kiếm không sao, nên là mình bỏ cái này đi. Only sign-in learners will be able to see. Là chỉ có thành viên đăng nhập mới nhìn được thôi. Mình cho mọi người đều xem được hết, nên là mình bỏ cái chọn cái này đi. Tick this box to start orders from seeing your costless comments, followers and following your on your profile. Only you will be able to see them. Nhấn vô cái nút này thì không cho mọi người nhìn thấy cái danh sách khóa học nè, những cái bình luận, những cái người đang theo dõi mình và những người mà mình đang theo dõi. Ở trên cái hồ sơ là chỉ có mình mới nhìn thấy được những cái điều này thôi. Mình nghĩ là mình thoải mái, ai cũng xem được đi. Rồi, giờ bây giờ mình update profile. Mình đang chờ cho cái hình của mình nó hiện lên đó. Cái hình của mình nó hiện lên rồi nè mấy bạn.
Rồi, vậy là hồ sơ của mình đã hoàn thiện ha. Rồi, mình tắt cái này đi. Rồi, bữa nay là mình đã hoàn thiện hồ sơ theo cái tip này rồi. Đó, read more này mình nhấn vô nó sẽ ra một đống chữ nữa. Nên là mình sẽ không nhấn vô. Rồi, thôi, mình làm tới đây là cũng dài cái thời lượng rồi. Thôi mình ngừng ở đây ha. Hẹn gặp mấy bạn bữa sau, mình sẽ nói tiếp những cái tip này. Rồi mình tiếp tục học tiếp. Rồi, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.